Xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mới sáng sớm các bạn, mình nghĩ ra một ý tưởng, đó là chế cái bẫy cá bằng bom bia này các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm xong đi bẫy cá thử nha. Mình sẽ cắt cái này ra đây các bạn. Đấy. Cái này cũng thế rồi này. Đây, mình sẽ cắt phần cổ cứng nó đi thế này ạ. Rồi làm kiểu này ra. Cắt để cho nó vừa con cá chui tọt vào đấy ạ. Đấy. Thế này là được một cái rồi các bạn. Đây. Xong một cái. Chế xong số bẫy của mình nhé bạn. Đây 6 cái. Đây. Giờ mình sẽ mang đi test thử nhá. Đây bạn ơi, mình đã tới chỗ ao của mình này. Mình sẽ bẫy ở cái búng suối này. Đây, mình sẽ cho mồi cho cá vào nhá. Đấy. Ở cái búng kia thì nó có cá lóc này, xong là có cá rô phi nữa các bạn. Bấy thử xem nó thế nào. Chỉ việc đi lặt bẫy các bạn. Đấy.
giếng này rất là sâu luôn nhá. Kìa kìa, có cá chạy rồi các bạn. Cá lóc chạy. Xong giờ tầm mà trưa trưa mình sẽ ra thăm nhá. Đây các bạn ơi, mình sẽ thử thu hoạch lưới của mình nhá. Ô, một cái trống không rồi. Bấy cá suối này khó ăn đấy.
cái cũng trúng. Quá, wow, các bạn ơi đây. Được một cái ôi. Đấy một cái đã ôi. Cá trên cũng có. Ôi. Đây đây. Ngon rồi, ngon rồi. Còn cái cuối cùng nữa bạn. Ủa. Đây bạn. Được à. 4 cái. Chắc rồi. Thôi ra ngoài, ra ngoài. Này thầy. Đấy à, đấy nước. Nước nào. Cái này à được 3 con các bạn. Đâu? Đây. Cái này 3 con cá lóc luôn. Đấy. Con này được 2 con sao? Được đấy. Kéo thế cái này. Đây. 2 con nữa. Cái này mà lạt nhiều chắc cũng được các bạn. Này mình lắp vào hôm nào đi bẫy tiếp. Ô, cái này được cả cá rô phi trên này. Một con cá rô này. Đấy. Đây này. Cá rô. Wow, đây cũng có 3 con này. Đây, một con cá rô phi nữa này. Đấy. Đây các bạn. Con này ăn no quá rồi này, bụng căng đét. Này mình sẽ mang về nướng. Mình định nướng ở đây nhưng mà nóng quá các bạn. Thôi về đi. Mình đã về tới nhà này. Đây có cả thành quả của mình hôm nay à, đi răng bẫy xong là đi sen này, đây, con cá này nhảy tưng tưng luôn. Bây giờ mình sẽ nướng ăn những con to nó. Con nhỏ thì mình sẽ để rán giòn ăn luôn. Nướng kẹp cá thì béo cực kỳ luôn các bạn. Con này khổ quá tắm. Con này chắc phải ôi nhảy. Nhảy á thế. Này. Để dùng cái này rồi. Ui. Nhảy gì cho bạn. Còn nữa. Ôi. Con này nó trơn trượt các bạn, không thể được kẹp này.
xong các bạn ơi. Đây, kẻ cá mình đây. Nướng. Đây, con cá mình đã chín rồi các bạn. Giờ mình sẽ mang ra thưởng thức cá suối nướng. Ôi, béo thế. Hết kẹp với cá nó béo quá các bạn. Đây. Mình xin mời các bạn ăn cá của mình nhá. Ui, nóng quá. Béo thế. Mời bạn nhá. Quá ngon. Nó có vị bùi bùi béo béo. Kiểu nó có cá suối nên là béo á các bạn. Quả là một bữa tuyệt vời bạn. Hôm nào mình sẽ đi đặt tiếp nữa. Ăn cá rô phi đúng không? Kìa này, mấy bạn nhá. Quá ngon. Cá béo ngợi luôn các bạn. Chẩm chéo nữa. Thứ nhất là cá các bạn. Béo mấy nó là nó không có vị bùi bùi đâu. Cá suối thì có vị bùi bùi, ăn rất là ngon luôn. Đây. Tách ra thử luôn. Đây. Thịt thì trắng phớ luôn này. Mời bạn nhá. Quá ngon. Quá tuyệt vời các bạn. Con cá lóc này thì chỉ ăn được thịt thôi, đầu nó cứng cứng đơ nhưng mà thịt nó lại ngon, ngon hơn cá bình thường thôi.
quá ngon luôn cả à. Một mình ăn cảm thấy no đấy luôn. Cố ăn nốt hết con này luôn. Quả là tuyệt vời vậy. Bây giờ mình cũng xin được kết thúc video mình tại đây nhá. Nếu thấy video hay các bạn ơi, đừng quên ủng hộ mình bằng cách like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.